hai ông già là đi đặt đường. À, là hai hai đúng luôn. Còn người ta là đi làm cái khác. Và đây là ví dụ là người ta dắt cho một cây đây là làm xong tên ngày nhà má xong là đặt đường này. Nên là ví dụ nhanh hơn một ngày là nó không xong đâu. Không chắc là có thể làm một cái đồ rồi. Để như tưởng tượng là một cái đồ. Đây là mình cứ giới thiệu cho du khách biết là dùng được bất kỳ một nền tảng. Đây là cái tên này là ông này là sáng tác này, ông Leo sáng tác là ông, ý là người như thế này để nhìn người ta ung liêu ấy. Để tí là chưa xong để lấy cái đầu. Thế là tao là mình để hình dung trước cái bức tượng người ta được làm đúng không ạ? Thế còn những bức tượng này chú cho cái tượng con, bức tượng đầu tiên là bức tượng con mới làm gì? Không biết thì thấy những buồn buồn gì đấy. Đặt cho hoàng. Thế còn bức tượng thứ hai này nước giọt giờ này hay múc uống. Hay là cái kinh nghiệm nào để mình tìm được giọt nước cho nó nước xứ rồi rào nước ngọt. Nước giọt tích là ra. Rót đây mà. Kinh nghiệm nào mà chú tìm được cái mạch nước ạ?